Này, chẳng nhẽ việc tớ thích cậu từ lớp 10 tới giờ cậu không biết gì à? Ngoài học với cả Hạnh ra ấy, cậu biết gì nữa không hả? Thế cậu không biết tớ thích Hạnh à? Chẳng nhẽ thích nhiều đến mức không thể thêm ai vào trái tim cậu nữa à? Tất nhiên rồi. Không lẽ cậu bảo tớ phải bắt cá hai tay à? Mà một người xinh đẹp hay ho như cậu, ở ngoài kia thiếu gì người? Nhưng mà tớ chỉ thích mình cậu mà thôi. Thôi, cậu đừng nói linh tinh nữa. Tớ đi gặp Hạnh đây, hiểu nhá? Ơ. Còn chẳng thèm nhớ hôm nay sinh nhật mình nữa. Ôi tao đây, tối đi quẩy không? Thì lên Hà Nội luôn. Được, hôm nay chơi tới bến đi. Đấy, hai đứa dắt tay nhau đi xử lý thế giới, xong bụp cái cưới chạy bầu luôn. Tóm lại là dây mơ dễ má cuộc đời tao vẫn liên quan tới mày. Bảo sao mày lại ghét tao như thế? 7 năm sau gặp lại, mặt vẫn kênh lên. Chứ còn gì nữa, có mối tình đầu đẹp trai nhất thì mày hốt mất rồi. Với cả, tao là tao không thích những đứa xinh gần bằng mình. Ơ, cái con Hâm này. Thấy chưa, tớ đã bảo hai mẹ của mình kiểu gì cũng thích nhau mà. Hôm trước lần đầu gặp ngượng tí thôi. Thì ra bọn mình càng ít xin yêu cho hơn rồi.